Anh này rất nguy hiểm và anh ta phải đầm gì. Giờ có quần người áo phơi rồi. Quần áo trong nhà để mở hở cửa sổ nó vào, nó lôi hết cửa thả quần áo lên cây. Đây, quần áo. Đây, con này con đực. Bố già quán hết. Này không xuống. Mẹ cho ăn không ăn, bố mày già buồn lấy bữa ăn không được. Nó dọa mình, cắn mình đấy. Nhỉ? Yeah. Dọa thôi, dám vào đây cắn. Không, chết nó đuổi anh đây. Đấy, dọa này.